pha bóng rất thông minh. Ý, một pha bana của Trọng Thi. Hẹn ghê. Wow, ghê rồi. Hello anh em, chào mừng anh em trở lại channel của mình. Và hôm nay mình sẽ mặc áo của Lê Minh thi đấu một trận giao hữu tại sân 7 người Lyon. Thật đó đẹp. Rồi chúng ta có ai đây? King Messi. Chúng ta có Tài Ca. Tài Ca. Rồi Kiên Ha Gia, Chu Minh Hoàng, Phi Củi, Đỗ Thái, Bít Lô, Thanh Bán Nhen và Hậu The Gear. Ok. Rồi hôm nay mình được đá rồi. Hôm nay mình được đá rồi nha anh em. Hôm nay được đá rồi, nhưng mà trước tiên mình chắc cũng dự bị do anh em kia đá trước. Rồi chờ coi mọi người đá tí xíu đi rồi mình vô đá sau. Và đội bên kia đối thủ Tân Thành FC. Rồi vô. Yeah. Chật khe quá hay. Chờ tiếng 2. Rồi 1-0. Nhẹ nhàng. Một bàn thắng nhẹ nhàng của Taika. Ta đá giờ thời gian này thì nên mang giày móng nha bạn. Giày móng hả? Mang giày móng thời gian. Xuất xa. Wow. Hậu The Gear đó, đó. Không tập trung. Một pha diễn một đều. Chặt bóng. Quá luôn, hay quá vậy. Trời ơi tốc độ luôn. Trời ơi một mình một ngựa luôn. Bít Lô ơi. Chà. Dạy vào trong. Sút vào. Bàn thắng của Chu Minh Hoàng. Xì ông đang làm gì kìa. Ai à, trời skill number 12. Chu Minh Hoàng. Phi Củi. Chu Minh Hoàng. Ồ làm chủ khu trung tuyến luôn. Quá ghê. Sút vào. Wow. Thanh Michael sút ác quá. Rồi Messi vô. Messi chỉ mời thế rồi. Ok. Kiên Ha Gia một người. Xít tí nữa. Qua hết luôn. Ây chà. Vẫn còn. Và wow, chuyền bóng ngay gôn. Bực tường. Chu Minh Hoàng. Đại tới Ha Gia nữa rồi. Wow, sút ngay gôn rồi. Hay quá Bít Lô ơi. Còn luôn. Hẹn ghê. Hai người. Ê Tài Ca, banh đã tới Phi Củi lần nữa. Thi di chuyển phía trong. Trọng Thi kịp không? Chẳng kịp. Trả lên cho Tài Ca. Vào. Trọng Thi. Quá xinh đúc cơ. Nhưng Thu Môn đã đón được. Bản Nhan. Thi Ri Tai. Và nhà bóng rất là tinh tế. Tài Ca. Ừ lại tới Thanh Mai Con rồi. Trọng Thi.
một pha chuyền banh lên tới cổ họng. Thi đang nỗ lực tranh cướp bóng. Dạ, và xử lý rất cồng kềnh của Thanh Mai Con. Ồ. Pha xử lý của Trọng Thi. Đỗ Thái sút trúng chân cầu thủ đội bạn rồi các bạn. Tự phát. Ok. Rất tốt. Pha trồng biên. Ý da. Ôi ôi, một pha mid bên. Thanh Mai Con. Một pha bóng rất thông minh. Ý, một pha banana của Trọng Thi. Qua. Lại một cái hán nữa. Messi. Ơi. Quay phim gãy luôn. Trời, đã gót hoài vậy. À. Vào một cú sút ngay góc của Taika. Rồi, Rabin. Top bin ơi. Và hay quá Thái ơi. Đi em ơi. Đi. 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 Wow, ngay thủ môn rồi. Chưa. Wow. Sydney vào rồi. Yes. Messi. Oh. Sút chân phải của Kiên Haya lại ngay gòn. Chà, ngay sà ngang. Đá chi vậy? Đá sà ngang hả? Chân trái. Wow, ghê hả? Cửa ngay góc luôn. Rồi, ok, Messi ơi, hay quá, đổi em luôn, Messi ơi. Kinaza. Messi. Đây Michael Vick. Rồi sao không làm gì biểu diễn? Ừ, không vô. Ừ, không vô luôn. Vẫn còn. Làm gì đây? Tài Bell. Trời ơi. Bàn thắng cho Tài Bell rồi. Ok, kết thúc trận banh với cơ số bàn thắng và vô số cơ hội bị bỏ lỡ. Thôi, đã chơi vui mà, mọi người cũng đã thấy mình đá rồi cái gì. Nếu mọi người thấy mình và Lê Minh FC đá hay thì
hãy like view clip này nha, và đừng quên subscribe channel YouTube của Thi Tài Soccer, sẽ còn rất là nhiều view clip về thi đấu bóng đá, hướng dẫn bóng đá. Mình Phan Thi, xin chào và hẹn gặp lại.